Chương trình này được tài trợ bởi nhà hàng Che Việt, tọa lạc tại số 484 Ballarat Road, Sunshine Victoria 3020. Nhà hàng Che Việt với thực đơn vô cùng phong phú là nơi hội tụ của các gia đình, thích hợp cho các bữa tiệc sinh nhật hoặc chiêu đãi bạn bè. Mọi chi tiết về booking xin vui lòng liên lạc số 03 9312 0900. Huyền xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả của Việt Face TV, tình trạng phong tỏa tại New South Wales, Victoria và ACT đều sẽ tiếp tục kéo dài đến giữa tháng 9 hoặc cuối tháng 9 do số ca nhiễm tại những nơi này vẫn chưa giảm hạ. Trong khi các khoa học gia thì đã liên tục đưa ra nhiều kịch bản khác nhau, Tuy nhiên, trong cốt lõi thì các kịch bản này đều có một điểm chung là virus COVID-19 sẽ luôn luôn tồn tại và do đó chúng ta cần sống chung với nó. Điều này hiện cũng đang xảy ra tại Singapore. Sau khi Singapore trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới, đã có trên 80% cư dân chủng ngừa đủ hai liều. Và sau đây là phần tin chi tiết của Vietface TV trong bản tin vào lúc 10 giờ sáng hôm nay thứ Tư, ngày 1 tháng 9 năm 2021, tức là ngày đầu tiên của mùa xuân tại Nam Bán Cầu. Đại dịch COVID-19, nhà khoa học của năm đưa ra ba kịch bản về sự phát triển của virus COVID-19. Dịch COVID-19 đã bùng phát trên thế giới trong hơn một năm qua và mọi người hy vọng khi tìm ra vaccine thì sẽ khống chế được căn bệnh này. Tuy nhiên, thực tế lại không phải vậy vì sau khi có sự xuất hiện của biến thể Delta đang làm cho dịch bệnh trở nên khó kiểm soát. Giáo sư Eddie Holmes là một nhà khoa học có nhiều uy tín tại Úc khi mà vào năm 2020, ông đã được chính phủ New South Wales công nhận là nhà khoa học của năm khi là người đầu tiên công bố trình tự bộ gen của virus Covid-19. Trong bối cảnh New South Wales, Victoria và lãnh thổ ACT đang bị phong tỏa chặt chẽ vì sự lây lan của biến thể Delta, thì giáo sư Eddie Holmes đã đưa ra ba kịch bản về sự phát triển của virus trong những năm tới. Trong kịch bản lạc quan nhất, khi virus vẫn tồn tại nhưng độ nguy hiểm giảm đi và đưa bệnh COVID-19 trở thành căn bệnh thông thường như cúm mùa. Khi đó dần dần mọi người sẽ không còn nghe nói nhiều về căn bệnh này nữa. Kịch bản này có thể xảy ra nhưng khả năng không cao. Trong kịch bản tồi tệ nhất, dịch bệnh sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn khi mà các biến thể mới như Delta tiếp tục xuất hiện khiến cho virus lây lan nhanh hơn và dịch bệnh ngày càng nguy hiểm hơn. Không chỉ dừng lại ở đó, các biến thể mới của virus còn có thể sẽ tránh được vaccine, nên có thể sẽ khiến chúng ta sẽ ngày càng phải đối mặt với tình thế khó khăn hơn. Tuy nhiên, kịch bản có nhiều khả năng xảy ra nhất, đó là virus sẽ vẫn tồn tại, phát sinh các biến thể mới và lây lan trong cộng đồng. Tuy nhiên, tỷ lệ lây nhiễm sẽ giảm xuống khi độ bao phủ của vaccine tăng lên. Trong kịch bản này, tỷ lệ người bị nhiễm virus COVID-19 sẽ giảm xuống trong vài năm tới và có thể sẽ xuất hiện một vài đợt bùng phát trong khoảng 2 hoặc 3 năm khi mà virus kháng được vaccine và hệ miễn dịch của con người suy yếu. Trong bối cảnh này, chúng ta cần tiếp tục tiêm vaccine để nâng cao khả năng miễn dịch. Giáo sư Eddie Holmes cũng cho biết, mặc dù sự xuất hiện của biến thể Delta làm cho dịch bệnh lây lan nhanh hơn và dễ dàng hơn, làm nhiều người thiệt mạng hơn, song thực tế cho thấy những gì đang diễn ra tốt hơn nhiều so với những gì ông dự kiến trước đó. Ông khẳng định sự ra đời của vaccine và khả năng ngăn chặn dịch bệnh nhanh chóng của vaccine đang đặt chúng ta vào bối cảnh tốt hơn so với dự đoán trước đó. Do đó, vào thời điểm hiện tại, giáo sư Eddie Holmes cho rằng việc tiêm vaccine rất quan trọng, tuy nhiên cần phải quan tâm tới việc tiêm chủng ở những nước gặp nhiều khó khăn như ở châu Phi, bởi nếu không virus ở những khu vực này sẽ thay đổi và sản sinh ra những biến thể mới nguy hiểm hơn đại dịch covid-19 những người bị phản ứng phụ sau khi chủng ngừa covid-19 sẽ được bồi thường chính phủ liên bang đã có chi tiết về chương trình bồi thường cho những trường hợp gặp phản ứng phụ nghiêm trọng sau khi chích ngừa vaccine covid-19 và chương trình này sẽ bắt đầu từ ngày 6 tháng 9 nhằm bảo vệ những nhân viên y tế thực hiện việc chủng ngừa cho người dân về mặt chi tiết, thì Bộ trưởng Y tế Greg Hunt vừa có văn bản cho biết chương trình này sẽ do Cơ quan Dịch vụ Úc Châu, tức là Services Australia, quản lý, chỉ áp dụng đối với những người đã được trích ngừa loại vaccine do TGA chấp thuận. Theo đó, bắt đầu từ ngày thứ hai tuần tới, tức là ngày 6 tháng 9, bất cứ ai gặp phản ứng phụ do trích ngừa với vaccine Pfizer và AstraZeneca đều có thể đăng ký yêu cầu bồi thường. Điều này cho phép người dân có một lựa chọn giải pháp nhanh hơn và ít tốn kém hơn so với việc phải đệ đơn lên tòa án. Bộ trưởng Han cũng cho biết chương trình này cũng sẽ áp dụng cho những người được tiêm chủng ở bất kỳ đâu, kể cả nơi làm việc. Điều này nhằm giúp cho các doanh nghiệp tự tin trong việc chủ ngừa cho nhân viên, kể cả những doanh nghiệp có quy định chủ ngừa bắt buộc đối với nhân viên như Qantas hay hãng taxi 13 Caps và cũng nhằm bảo vệ những nhân viên y tế thực hiện việc tiêm chủng cho người dân. Tuy nhiên, chương trình sẽ chỉ xem xét bồi thường cho những yêu cầu có chi phí trên 5.000 đô la đã được xác nhận bởi nhóm chuyên gia đánh giá độc lập. Số tiền bồi thường sẽ được trả dựa trên những đề xuất của nhóm chuyên gia này. Phòng Thương mại và Công nghiệp Úc tổ chức đã xúc tiến ủng hộ chương trình bồi thường này nói rằng các doanh nghiệp trước đây từng rất lo ngại rằng chương trình trích ngừa nơi làm việc có thể gặp bất lợi vì sẽ có những đơn kiện pháp lý phức tạp. Những ai không đồng ý với khoản bồi thường vẫn có thể đệ đơn lên tòa án, nhưng theo lời phát ngôn viên của Bộ Y tế thì chương trình này vốn dĩ đã được thiết kế để trả một khoản tương tự như yêu cầu của tòa án. Nói tóm lại thì kể từ ngày 6 tháng 9, bất kỳ người dân Úc nào bị tổn thương hay mất thu nhập do việc chích ngừa COVID-19 sẽ có thể đăng ký nguyện vọng yêu cầu đòi bồi thường. Singapore đạt kỷ lục cao nhất về tỷ lệ cư dân chủng ngừa vaccine chống COVID-19 Theo hãng tin Reuters, thì vào thời điểm này, Singapore có số cư dân được chủng ngừa hai lần cao nhất thế giới. Điều này có nghĩa là Singapore sắp loan báo giảm bớt các biện pháp kiểm soát theo một kế hoạch gọi là sống chung với virus COVID-19. Trong suốt thời gian đại dịch cho đến nay, Singapore chỉ có 55 ca tử vong và trong tổng số cư dân là 5 triệu 700 ngàn người, thì 80% cư dân Singapore là đã được chủng ngừa đủ 2 liều vaccine. Bộ trưởng Y tế ông Nghia Cung loan báo tin vui này qua trang mạng Facebook và nói rằng Singapore đã trở thành một quốc gia kiên cường đối với virus COVID-19. Theo kế hoạch thì Singapore sẽ bước vào giai đoạn truyền tiếp A, tức là giai đoạn 2 sau khi đã có 80% dân số được chủng ngừa đủ 2 liều, Lúc này, chính quyền sẽ gia tăng số người được tham gia các sự kiện và đồng thời đây cũng là thời điểm mở cửa biên giới quốc gia. Ngoài ra, Singapore cũng đang tìm cách nối lại hoạt động du lịch. Du khách đã tiêm chủng từ Đức và Brunei từ tháng tới có thể nhập cảnh trong bối cảnh tình hình dịch ở cả hai nơi đều ở mức được kiểm soát. Bên cạnh đó, Singapore hiện cũng đang lên kế hoạch tiêm mũi bồi dưỡng thứ ba, tức là booster, cho đối tượng bị suy giảm miễn dịch nghiêm trọng. Đề xuất đang được xem xét và dự kiến sẽ ban hành trong thời gian ngắn. Cũng theo kế hoạch chuyển tiếp này, thì vào đầu năm 2022, Singapore cũng sẽ tiêm chủng cho trẻ em dưới 12 tuổi sau khi đã nghiên cứu kỹ lưỡng về tính an toàn và hiệu quả. Tại Singapore, chính phủ sử dụng hai loại vaccine của Mỹ được sản xuất theo kỹ thuật mới mRNA là Pfizer và Moderna. Singapore cũng là quốc gia đã sử dụng phương tiện chủng ngừa di động đến các khu phố để chủng ngừa cho cư dân trên 60 tuổi. Ngoài ra, Singapore còn có trên 200 bác sĩ và y tá tình nguyện cũng như quân y để trợ giúp trong quá trình thăm viếng và chăm sóc y tế tận nhà. Chương trình thăm viếng y tế tại nhà dự trù sẽ chấm dứt vào tháng 9 sắp tới. Đời sống xã hội Nước Úc tìm cách thu hút người dân châu Á đến làm nông, Thị thực nông nghiệp mới tạo điều kiện cho người lao động đến làm việc trong lĩnh vực này tại Úc từ 3 năm trở lên là biện pháp mà chính phủ Liên bang Úc vừa đưa ra nhằm giải quyết tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng trong lĩnh vực nông nghiệp và nhóm đối tượng đang được đặc biệt quan tâm là những công dân từ châu Á. Trước đây, Úc Châu đã từng áp dụng visa lao động kết hợp kỳ nghỉ, gọi là Working Holiday Visa, để thu hút công dân nước ngoài từ 18 đến 30 tuổi, vừa đến Úc du lịch, vừa làm việc tại các trang trại trồng trọt hoa quả Thế nhưng loại visa này đã bị gián đoạn suốt năm ngoái và năm nay do biên giới quốc gia của Úc đã đóng chặt cửa. Hiện nay để thu hút trở lại lực lượng lao động này, Canberra đã đang đưa ra chương trình thị thực mới để tăng số lượng người nước ngoài đến làm việc tại các nông trại ở Úc mà các quốc gia đang được ưu tiên là Philippines, Thái Lan, Singapore, Việt Nam và Hàn Quốc. Với visa nông nghiệp mới này thì nước Úc hy vọng sẽ là giải pháp dài hạn cho tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp, vốn chiếm 3% tổng sản phẩm quốc nội GDP của Úc. Thị thực nông nghiệp mới sẽ tạo điều kiện để người lao động làm việc ở Úc trong 3 năm với yêu cầu bắt buộc là họ phải trở về nước 3 tháng mỗi năm, không giống như thị thực Working Holiday visa. Người lao động nước ngoài nếu đồng ý làm việc trong ngành nông nghiệp tối thiểu 3 năm có thể đăng ký thường trú nhân tại Úc Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng thị thực mới này có thể làm trầm trọng thêm tình trạng bóc lột tại các trang trại ở Úc, chẳng hạn như vấn đề trả lương thấp, chi phí ăn ở đắt đỏ và các công ty tuyển dụng thiếu đạo đức. Liên đoàn lao động Úc Châu đã cảnh báo rằng thị thực sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng lạm dụng và bóc lột vốn đã tràn lan trong lĩnh vực này. Một báo cáo năm 2020 do các công đoàn và trung tâm lao động nhập cư biên soạn có nội dung rằng 80% người lao động tham gia cuộc khảo sát đã bị trả lương thấp một cuộc điều tra vào năm 2018 do giám sát viên việc làm công bằng thực hiện cho thấy, một nửa số doanh nghiệp bị điều tra đã vi phạm luật nơi làm việc, bao gồm lạm dụng mức lương, trả lương thấp theo giờ và không trả tiền cho thời gian làm việc. Với những cơ hội việc làm tốt hơn ở các thành phố, hầu hết cư dân Úc tránh công việc đồng áng. Do vậy, người lao động nhập cư hiện chiếm hầu hết nhân lực trong ngành nông nghiệp tại Úc với 130.000 người và ít nhất 1 phần 3 trong số những người lao động nhập cư này tham gia chương trình thị thực lao động kỳ nghị. Các chương trình khác được quản lý chặt chẽ hơn chỉ dành cho công dân của các quốc đảo Thái Bình Dương như Papua New và Timor-Leste. Giáo sư Joanna Ho tại Đại học Adelaide trong năm 2018 nhận định rằng Việc ưu ái một nhóm người lao động nhập cư nhất định thường ít dựa vào tình trạng thiếu nhân lực mà chủ yếu do quan điểm cho rằng nhóm lao động này chấp nhận lương thấp và nghe lời hơn. Hiệp hội Nông dân tại Úc ủng hộ việc thành lập một cơ quan phối hợp chịu trách nhiệm về cuộc sống của người lao động nhập cư. Trong khi đó, chính phủ cho biết thị thực mới được thiết kế dựa trên đàm phán với các quốc gia đối tác. Do vậy, Canberra sẽ đóng vai trò đảm bảo hiệu quả, bảo vệ người lao động. Tin sinh hoạt kinh tế xuất cảng gia súc sống sang Việt Nam. Việt Nam là thị trường lớn thứ nhì đã nhập cảng gia súc sống, đặc biệt là bò từ Úc Châu. Tuy nhiên, gần đây, Việt Nam cũng đã thảo luận việc nhập cảng gia súc sống từ một quốc gia khác và điều này đã xảy ra khi có nguồn tin là Brazil đã bắt đầu chuyên trở lần đầu tiên 14.000 con bò sống sang Việt Nam. Chuyến hàng này dự trù sẽ đến Việt Nam vào cuối tháng 9. Nhắc lại là Việt Nam đang trải qua làn sóng đại dịch lần thứ tư mà nhân số nhiễm bệnh mỗi ngày đã liên tục gia tăng trên mức 10.000 người, đặc biệt là tại Sài Gòn và Bình Dương. Và bởi lý do ấy mà tình trạng thiếu thốn thực phẩm đã và đang xảy ra. Theo nguồn tin từ đài ABC Úc Châu, thì nước Úc có lợi thế trong việc xuất cảng gia súc sống đến Việt Nam bởi hai lý do. Thứ nhất là phẩm chất thực phẩm của Úc luôn được kiểm soát chặt chẽ và thứ nhì là về phương diện địa lý gần gũi, nên chi phí vận chuyển từ Úc đến Việt Nam sẽ ít tốn kém hơn vì chi phí chuyên trở từ một hải cảng của Úc, chẳng hạn như tại vùng miền Bắc Queensland sang Việt Nam, sẽ thấp hơn so với chi phí chuyên trở từ Brazil đến Việt Nam với quãng đường xa hơn rất nhiều. Với bản tin vừa rồi, Thanh Huyền xin được tạm dừng chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Huyền xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt Face TV Úc Châu vào lúc 1 giờ trưa ngày hôm nay.